Chi tiết, nội dung và ý kiến trình bày là của chương trình quảng cáo và không phải của đài BUNTV 57.3, ban biên tập, ban quản trị hay của nhân viên của đài. Mọi thắc mắc xin quý vị vui lòng liên lạc trực tiếp đến cơ sở quảng cáo trong chương trình. Dạ vâng, kính thưa quý vị, Kim Ngô xin kính chào quý vị. Kính chúc quý vị có một buổi chiều hạnh phúc bên gia đình và người thân. Kim Ngô xin chào quý vị khán giả trên đài Việt Phố TV băng tầng 57.10 và BYN băng tầng 57.3 của thành phố Houston. Vâng, thưa quý vị, hôm nay nếu mà quý vị gọi vào mua đông trùng hạ thảo của anh Hải Lê, đông trùng hạ thảo Hải Lê, mua một phần sẽ được tặng 3 chai dầu 40 viên và một sợi dây energy đeo tay. Nếu mà quý vị mua 2 phần sẽ được tặng 6 dầu, 60 viên và 3 sợi dây. Quý vị ơi, sản phẩm của công ty anh Hải Lê không có nhiều, chỉ có khoảng 5-6 sản phẩm thôi. Nhưng mà đặc biệt nổi trội nhất đó là sản phẩm đông trùng Hải Lê là giúp nâng cao sức đề kháng, khôi phục sức khỏe, bổ thận, tráng dương. Với phụ nữ thì bổ âm nha quý vị, giúp làm chậm cái quá trình mãn kinh. Ai mà tới chu kỳ mà hay bị đau bụng kinh á, thì làm giảm hẳn đau bụng kinh nha quý vị. Rồi còn giúp các bệnh nhân ung thư, ung bướu và như viêm gan B mãn tính nữa nha quý vị. Tăng lượng hồng cầu, ức chế sự di căn của khối u ung thư. Đặc biệt nhất là cải thiện chứng mất ngủ, giúp ăn ngon ngủ ngon, giảm tê tay tê chân. Cho các quý vị lớn tuổi thì giảm tê tay tê chân, giảm đau nhất nha quý vị. Rồi ngoài ra là còn có nhiều sản phẩm khác, ví dụ như là chai nước của chúng tôi. Thưa quý vị, chai nước, công dụng của chai nước là giúp hòa tan axit, nhanh chóng vô hiệu hóa các độc tố, trung hòa các axit và tăng cường cái hệ miễn dịch của cơ thể, đặc biệt là giúp cho tiêu hóa, táo bón, rồi tim mạch, viêm khớp và các bệnh khác. Thì cũng như quý vị biết rồi, 70% cơ thể của mình là nước, nên cái nước mà cung cấp cho cơ thể rất là quan trọng. Và nghe nói nước thì không phải nước nào cũng giống nước nào, có nghĩa rằng những cái nước mà mình mua ở ngoài chợ về quý vị, nó không có thể tốt, nó có cái độ axit cao ở trong nước. Thì quý vị đã theo dõi chương trình của Kim Ngô, anh Hải Lê thường xuyên thì quý vị cũng thấy rồi đấy, mỗi lần anh Hải Lê thử nước thì quý vị biết được rằng là trong nước nó có nhiều cái axit lắm, nó không có tốt. Nên mình mua cái chai nước này về nó lọc qua đây thì rất là tốt cho cơ thể quý vị. Và Kim Ngô xin được bắt vị khán giả đầu tiên, đó là 626 Kim Ngô xin chào ạ. Hello. Dạ, Kim Ngô xin chào ạ. Dạ, Kim Ngô xin nghe ạ. Dạ, đông trùng Hải Lê nghe ạ. Dạ. Dạ, không biết làm sao mà. Thưa quý vị xin quý vị gọi vào cho Kim Ngô vào số phone là 1-800-888-9363 hoặc là số cell phone 714-991-8888, 714-991-8888 nha quý vị. Dạ vâng, nếu mà hôm nay quý vị mua một phần đông trùng hạ thảo, mua một tặng một, sẽ được tặng thêm 3 chai dầu, 40 viên và một sợi dây energy. Dạ. 661, Kim Ngô xin chào ạ. Hello. Dạ, Kim Ngô xin nghe ạ. Tôi muốn order một phần đông trùng hạ thảo không? Dạ, thưa anh, một phần đông trùng hạ thảo mua một tặng một. Em tặng anh 3 chai dầu, 40 viên và một sợi dây energy nha anh. Dạ. Dạ. Rồi anh còn order thêm gì nữa không anh? Order một phần nữa được. Rồi, vậy
Dạ, một tí nữa bên em sẽ có người gọi lại cho anh nha. Rồi. Khoảng 1 tiếng nữa hả cô? Dạ, khoảng trong vòng 1 tiếng nữa nha anh. Sẽ có người gọi lại ngang. Dạ. Ok, gọi sớm sớm nha, bởi vì trước 6 giờ rưỡi, bởi vì 6 giờ rưỡi tôi phải đi một chuyện á. Dạ, để em ghi ở đây gọi lại trước 6 giờ rưỡi. Phải gọi lại trước 6 giờ rưỡi nha. Dạ, rồi, em cảm ơn anh nhiều lắm. Dạ, chào anh. Dạ. Em cảm Dạ, ơn cô. dạ, Cảm chào anh, dạ. Dạ vâng, thưa quý vị, hãy gọi vào cho Kim Ngô vào số điện thoại 1-800-888-9363, 1-800-888-9363 hoặc là số cell phone 714-991-8888 nha quý vị. Dạ vâng. Dạ, Đông trùng Hải Lê xin nghe ạ. Dạ, Kim Ngô xin nghe. Lại tắt rồi. Dạ, Kim Ngô xin chào ạ. Hello. Dạ chào anh ạ. Lấy cái thuốc tiểu đường á. Dạ, tiểu đường, dược thảo tiểu đường của tụi em. Dạ, anh lấy mấy phần vậy anh? Lấy một phần bằng Rồi. cái gì? Dạ thưa anh lấy một phần tiểu đường, em tặng anh 2 chai dầu nha anh. Có cái gì? Dạ em Cái tặng. gì á, cái có tặng hộp không? Dạ tặng hộp hộp tivi á ha anh. Hộp tivi á. Dạ không anh ơi, hộp tivi là khi nào anh mua dược thảo của tụi em trên 300 đồng được tặng cái hộp tivi, mà bây giờ là anh phải bù thêm cho tụi em Đừng rồi, 70 đồng. có gọi rồi, gọi rồi lên trển, hôm qua lên trển rồi lấy cái lấy một phần thông thường rồi, còn có Dạ. cái tiểu đường á em, anh nói nó, tao nói còn cái đưa cái hộp đi, nó nói không có đưa cái hộp, nó tôi không có gọi nhưng mà không có ghi vô, vậy nó không chịu đưa cái hộp, rồi xong rồi lấy hết lấy cái tôn trùng về thôi, còn cái tiểu đường chưa đấy. Dạ, còn bây giờ hôm nay anh mua một phần tiểu đường phải không anh? Dạ, rồi, em tặng anh 2 chai dầu nha. Có gì... Hai cái dầu rồi giống như hôm qua mình mua cái đó có bù vô được không? Dạ không anh ơi, thường nếu mà anh muốn lấy quà, thường anh gọi trực tiếp vô cho em như vậy nè, thì mới được tặng quà nhiều hơn là mình mua ở ngoài cửa Thế bây hàng giờ nha. cô không có Dạ. gọi, cô không có gọi vô nhưng mà quanh có lấy cái hộp nó trên 300 mấy rồi hôm qua mua. Dạ. Dạ, tại vì không có gộp Dạ. bill như vậy được nên anh thông cảm cho em nha. Giờ em đi vô lấy thêm một phần nữa cho nó đủ 300 mấy rồi lấy cái hộp để cô chuẩn Dạ. bị ra lấy. Rồi, vậy anh ta lấy thêm một cái phần đông trùng hạ thảo nữa ha anh. Dạ, em tặng anh 3 chai dầu. Ok, Dạ, có cái hộp hai... đi bộ nữa nha, lấy cái hộp Dạ. đi bộ nữa. Dạ. Ok. Anh ơi, cái hộp Dạ. tivi đó anh bù thêm cho em 70 đồng nha. Anh... Không có cái thường, lấy cái thường được rồi. Rồi, em tặng anh cái thường nha. Dạ, cái thường thì không cần Cái bù tiền. kia có rồi, cái này lấy giống rồi. Dạ. Dạ, rồi. Ok. Dạ, em có ghi đây rồi. Rồi rồi. Dạ, rồi, em cảm ơn anh nhiều Ok. lắm. Dạ, chào Rồi anh. rồi, thank Dạ. you. Dạ, 626. Kim Ngô xin chào ạ, 626. Dạ, Kim Ngô xin chào ạ. Ok, bye. Dạ, chào anh ạ. Bốn một ba Kim Ngô xin chào ạ. Dạ Kim Ngô xin chào ạ. Hello. Hello. Dạ chào chị. Dạ. Chị Kim Ngô, cái thiếu em cái hộp phóng ra 3 tầng nữa, chị Kim Ngô họ la gửi em mà không thấy gửi đó. Dạ cái hộp tivi hả chị? Em cái hộp xịn em order phóng rồi mà tầng này là đúng 3 tầng nữa chị, mà chưa Dạ. trả em cái hộp, chị phải 4 giúp 7 em 7 lần, em 3. có cái hộp em coi chứ. Dạ đây, bây giờ em ghi số phone của chị đây. Em nghĩ là tại vì hộp tivi đang bị hết đó chị à, nên là chưa có kịp để gửi cho quý vị, chứ không phải là bên em giữ lại đâu nha. Bây giờ em ghi số phone Em biết đây, rồi. em nói bên manager sẽ gọi lại cho chị. Coi là Gửi nếu lại mà cho em để dạ, có gì tranh thủ gửi có cho lên. em lần em coi chứ, Dạ em không dạ. có hộp coi á. Dạ em biết rồi, Rồi em đi. sorry chị. Không có chi đâu chị, nhưng mà em Dạ. phải nhắc chứ, để lâu quá cái nói em quên Dạ cái không, hộp đó. dạ bên bên em biết đó nha. Rồi có gì gọi lại Cảm cho ơn. chị, rồi check lại nếu mà có hộp thì gửi cho chị nha. Dạ. Dạ, cảm ơn chị Kim Dạ, Ngô nha. cảm ơn Ok. chị, chào chị. Dạ. Dạ 502, 502 Kim Ngô xin chào ạ. Cho em gặp bà Hải Lê nè Dạ thưa anh Hải Lê, là một tí nữa anh Hải Lê mới tới, bây giờ em có thể giúp gì cho anh không?
Tại mua đồ nhiều quá, tại hỏi anh Hải Lê mấy cái đồ mà. Một tiếng đó hả? Dạ, một hồi nhắn Hải Lê sẽ tới. Dạ, nhưng mà anh cần em giúp gì thì em có thể giúp cho anh nè. Tại bà mẹ nó mua đồ nhiều, anh gặp Hải Lê nói chuyện mà. Ok anh, dạ vậy một gì, tiếng. Dạ một hồi anh gọi lại nha. Rồi, cảm ơn anh, dạ, chào anh. Dạ. Dạ, 626 Kim Ngô xin chào ạ. Dạ, 519. 519 Kim Ngô xin chào. Ô, cho em hỏi cái là em mà đóng thêm 50 đồng nữa để mua cái mà TV box ấy, mà sao cái TV box bé tí bằng cái lòng bàn tay vậy? Cái TV box bé tí bằng lòng bàn tay hả chị? Dạ nhưng mà đúng rồi đây này chị, loại này nè chị. Dạ nhưng thưa mà chị. Là cái đấy là loại lớn hay loại bé? Dạ thưa chị, nếu mà chị đóng thêm 50 đồng thì là tụi em đã đưa cho chị cái loại mà coi được nhiều kênh rồi đó. Dạ, nó nhỏ xíu thôi, đúng rồi chị. Nó nhỏ xíu vậy thôi, nó rất là gọn. Dạ nhưng mà nó nhiều đài. Mà sao gửi mua có chưa đến 400 đồng mà sang tới Canada nó phạt thêm 80 đồng nữa. Dạ cái này em nghĩ là do thuế bên Canada họ đánh như thế nào đó em cũng không có rõ lắm. Nhưng mà dạ như vậy thì làm sao mà lần sau dám order nữa. Dạ cái này dạo này gần đây thôi mới bị như vậy chị. Mà em nghĩ là chắc thời gian tới có thể là anh Hải Lê sẽ sắp xếp để có được một cái đại lý ở bên Canada để phục vụ với cộng đồng của mình ở bên đó. Dạ, để bên đây cố gắng nha chị. Dạ. Tự em thấy bổng order qua tới có 400 đồng mà phạt gần 80 đồng luôn. Dạ. Là cái TV box này là loại lớn đóng thêm 50 đồng là nó bằng đây đó hả? Dạ đúng rồi chị, nó nhỏ như vậy nè chị. Đây nè chị. Vậy cái nhỏ thì nó bằng đâu? Đây cái nhỏ đây chị ơi. Cái bình thường thì nó to hơn chị à. Còn cái mà chị đóng thêm tiền thì nó nhỏ hơn nha. Em cầm ở trên tay nè. Dạ. Ôi em không nhìn được đâu, chứ cái đằng sau cái loại mà to dạ. Nó có sơ chưa, có cái số gì chị? Dạ thưa chị, cái loại to thì nó vẫn là có, vẫn dán là đông trùng hải lê ở trên đó thôi. Nhưng mà nó to và nó dày hơn chị. Còn cái loại xịn thì nó nhỏ hơn nha chị. Dạ. Ok. Rồi. Nha, cảm ơn. Dạ, cảm ơn chị nhiều lắm. Chào chị. Dạ. Ok, dạ. Dạ, chào chị. Dạ. Dạ, vâng thưa quý vị. Xin quý vị gọi vào cho Kim Ngô vào số điện thoại 1-800-888-9363 nha quý vị. Hoặc là số cell phone 714-991-8888. 714-991-8888. Hôm nay nếu mà mua một phần đông trùng hạ thảo mua 1 tặng 1 thì còn được tặng thêm 3 chai dầu 40 viên và một sợi dây nha quý vị. Bình thường thì chỉ được là tặng có 2 chai dầu 20 viên thôi. Nhưng mà hôm nay vẫn được tặng 3 chai dầu 40 viên và một sợi dây. Rồi. Đông trùng hạ thảo thì có tác dụng là giúp nâng cao sức đề kháng nha quý vị, khôi phục cái sức khỏe của cơ thể, những ai mà đang yếu, đang bệnh, cái này giúp cho cơ thể khỏe mạnh hơn. Và 626, dạ, 626 Kim Ngô xin chào ạ. Alo. Dạ, em chào chị. Dạ được, dạ được chị à, không sao hết nha. Dạ. Dạ, cảm ơn chị. Dạ có, dạ có. 3 chai dầu 2 40 viên và một sợi dây, dạ. Rồi. Dạ, dạ. Cảm ơn chị. Dạ, dạ, chào chị. Dạ. Dạ 714 Kim Ngô xin chào ạ. Coi con tôi muốn gọi nhờ để tôi chia sẻ đó con. Dạ, cô chia sẻ đi ạ. Hôm bữa đó tôi mua một chai nước với lại một phần đông trùng hạ thảo. Dạ. Mà uống cái đông trùng hạ thảo thì rất là tốt. Dạ. Còn cái chai nước đó cô. Dạ. Tôi nghe Dương Hải nói là rửa rửa mấy cái chỗ ngứa đó, tôi ngứa quá chừng. Dạ. Cái tôi rửa đâu được 4 lần cho nó hết luôn cô. Ô, vậy chúc mừng cô. Dạ. Dạ. Dạ đúng rồi. Với lại tôi có mua một phần nghệ đó cô. Dạ. Cô tặng tôi mua 2 chai, cô tặng 1 chai. Dạ. Nhưng mà bây giờ tôi muốn đổi lại, tôi lấy một cái chai luôn được không cô? Dạ được, dạ được. Dạ.
cô cứ cầm ra ngoài đây cho tụi con rồi tụi con đổi cho cô nha. À, rồi cô vậy rồi. Là cô rửa cái vết thương, cô rửa cái chỗ ngứa của cô nó hết ngứa luôn hả cô? Dạ tôi rửa, bị gì tôi nghe chú Hải nói là cái nước nó rửa chỗ ngứa, tôi rửa có 4 lần hết trơn rồi. Dạ mình dùng rửa mặt cũng được nữa cô, mình rửa mặt cái hả, da mình nó đỡ khô mà nó mịn hơn đó cô. Dạ đâu dạ. Tôi có rửa mặt luôn, tôi thấy dạ. Tốt quá tôi đã đi gọi chia sẻ. Dạ rồi con cảm ơn cô đã chia sẻ, con tặng cho cô một chai dầu nha. Dạ. Dạ. Rồi tôi ra tôi cầm cái bị gì tôi ba cái ngã thành ra tôi nghĩ quốc cũng lâu. Dạ. Để đổi lấy chai lum uống thử đó cô. Dạ cô cứ cầm ra cửa hàng cho con nha cô. Dạ. À để tôi ra chỗ ABC đó cô. Rồi chờ ABC. Dạ. Cảm ơn cô. Xin cảm ơn cô nhiều lắm. Dạ, chào cô ạ. Dạ. Dạ cảm ơn cô nhiều. Dạ. 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 Dạ 289 Kim Ngô xin chào ạ. Hello chị. Dạ em chào chị. Em trước ở Canada chị. Dạ. Dạ bữa trước em mua trong tủ hạ thảo đó. Dạ. Mà chị ấy chị tới giờ mình chưa nhận, em hỏi là cái tắc kẹt số máy nha chị. Dạ đến bây giờ chị vẫn chưa được nhận hàng hả chị? Chưa, hơn 2 tuần rồi. Bây giờ em ghi ra đây nha. Em ghi là check lại hàng của chị coi như thế nào nha. Chị check lại coi thử nó tới đâu rồi, tại vì dạ. Chị đúng rồi, chị mới đi đưa cái chắc em mà ghi không biết đúng số không biết. Dạ, chị ơi bây giờ em ghi số phone chị đầy đủ ra đây rồi. Một hồi nữa bên shipping họ sẽ check lại hàng của chị coi đã gửi đi chưa và gọi lại báo cho chị biết nha. Đâu, gửi rồi, chị bữa mai chị mới chị nó gửi rồi, chị đọc cái chắc kia nè. Dạ. Mà em ghi mà không biết có đúng hay sai để coi thử nó tới đâu á. Ok, để có gì bên shipping gọi lại cho chị nha. Gọi lại okay. Giải đáp thắc mắc cho chị nha. Rồi. Ok. Dạ. Cảm ơn chị nhiều lắm. Dạ, chào chị. Dạ, vâng. Kính thưa quý vị nhanh gọi vào cho Kim Ngô vào số điện thoại 1-800-888-9363 nha. Hoặc là số cell phone 714-881-714. Dạ, 626 Kim Ngô xin chào ạ. Hai, cho cô order một phần đông trùng hạ thảo bữa nay chơi cái gì? Dạ thưa cô, một phần đông trùng hạ thảo mua một tặng một. Con tặng cô 3 chai dầu 40 viên và một sợi dây đeo tay nha cô, sợi dây energy. Dạ. Ok, dạ. Vậy cho cô order một phần. Dạ, 3 chai dầu 40 viên. Với lại cô ở trên lot, cô xuống cô lấy, tại ngày mai xuống cô lấy ha. Dạ. Cô đợi cho con ghi cái số phone của cô cái đã, 626 537479. Dạ. 7479. Dạ, rồi. Thưa cô từ trên lót chạy xuống đây hả? Hả? Dạ, rồi, đường xa con tặng thêm cho cô một chai dầu nha. Cô có order thêm gì nữa không cô? Dạ, cô order gì thêm nữa không? Không, cô mua đó rồi, kêu cô xuống, cô có thể cô sẽ mua nghệ. Dạ, thưa cô mua nghệ thì mua 2 tặng 1, dạ. Ok. Dạ. Yeah. Rồi, cô đến ghé đến tiệm đông trùng Hải Lê của con ở trong khu chợ ABC nha, hoặc là máy máy xanh cũng okay. Được. Dạ. Yeah. Dạ. Cô cảm ơn nhiều nha. Dạ. Yeah. Ok bye. Cảm ơn cô, chào cô. Dạ. Dạ. Kính thưa quý vị, dạ đông trùng hạ thảo ngoài tác dụng nâng cao sức đề kháng, khôi phục sức khỏe, bổ thận tráng dương, giúp cho giảm đau tay, đau chân, giảm tê tay, tê chân và ăn ngon, ngủ ngon nha quý vị. Rồi. 408 Kim Ngô xin chào ạ. Dạ, Kim Ngô xin chào ạ. Ở Trà Thanh Lập có được không? Dạ được à, dạ hôm nay chú muốn mua gì ạ? Một phần đông trùng hạ thảo. Dạ. 3181336. Một phần đông trùng hạ thảo mua một tặng một, con tặng chú là 3 chai dầu 40 viên và một sợi dây energy nha chú. Dạ được. Dạ. Rồi, sáng mai tôi ghé sáng mai ngày 1 ghé chợ Tân Lập chỗ Express hả? Dạ, chỗ Expo, dạ. Expo đó. Dạ. Đó, sáng mai hoặc ngày 1 thì đó. Dạ. Chiều nay tụi con sẽ gọi lên trển. Dạ, con ghi số phone đầy đủ rồi. Có gì chú ghé nha. Dạ, cảm ơn chú nhiều lắm. Dạ, dạ, chào chú. Dạ, 403 Kim Ngô xin chào ạ.
Dạ Kim Ngô xin chào. Hello. Dạ chào chú ạ. Chưa có Hải Lê đúng không vậy? Dạ anh Hải Lê hôm nay là chưa ra đây anh ơi. Anh Hải Lê bận công chuyện rồi dạ. Anh có gì thắc mắc em giúp anh giải đáp dạ? Ồ, tôi muốn gặp ông Hải Lê tại vì tôi mua thuốc của anh đó. Dạ. Rồi thứ nhất đó, tôi mua cả gần một tháng nay nên nó mới gửi về. Dạ. Nói đơn tuần hai tuần gì đó mà tôi mua cả tháng nay gửi về này kia rồi. Thế nên là nói là phi shopping. Dạ. Khi mà bây giờ nó trả tôi 52 đồng bạc á. Ồ, là anh đang ở đâu vậy anh? Gần ngàn đồng bạc, anh nói là trên 300 đồng bạc á là anh phi shopping. Và tôi là người đầu tiên. Dạ, trên 500 đồng anh. Dạ, trên 500 đồng thì free shipping. Với lần đầu tiên mua thì free shipping. Dạ, nhưng mà anh đang ở đâu ạ? Anh đang ở đâu mà chặt anh 50 mấy đồng? Ồ, anh ơi, ở Canada cái 50 mấy đồng đó không phải là shipping đâu anh, mà là cái tiền thuế đó anh ạ. Thì dạo gần đây thì bên Canada họ đánh thuế, chứ không phải là tiền shipping đâu anh. Dạ, họ chặt anh 50 mấy đồng là tiền thuế đó anh. Dạ. Cái này thì nhiều khách hàng của em cũng bị như vậy. Dạ. Dạ thưa anh, 50 mấy đồng đó là bên Canada họ đánh thuế chứ không phải là bên tụi em đâu anh. Dạ. Anh thông cảm cho tụi em. Nhưng mà tôi mua thằng Bảo Lê biết Bảo Lê không, nó cũng bán vậy mà nó phi hết tất cả nó kia. Ồ, anh ơi, bây giờ có gì như vậy nha, có gì bên bộ phận shipping sẽ gọi lại anh giải đáp cho anh nha. Rồi, okay. Cảm ơn anh và đúng chào anh. Hải Lê nói chuyện với Hải Lê á, tại vì nói không có đúng lời nói gì hết rồi. Dạ, trả mấy mấy đồng anh bán. Ơi, có gì bên bộ phận shipping họ sẽ gọi lại and giúp anh giải đáp cho anh nha. Còn, okay. Dạ, chào anh ạ. À. Dạ. Ok. Dạ. Dạ, thưa quý vị, vấn đề chung hiện nay là ở bên Canada thì họ đánh thuế. Cái này là họ đánh thuế chứ không phải là như anh nãy gọi vô anh nói là tiền shipping là không có đúng nha quý vị. Dạ. Kim Ngô cũng không hiểu tại sao mà bây giờ bên Canada làm khó khăn như vậy. Thì Kim Ngô cũng chỉ hy vọng là cái thời gian sắp tới sớm nhất có thể thì anh Hải có thể mở một đại lý nào đó bên Canada để cho phục vụ quý đồng hương của mình. Dạ. Kim Ngô hy vọng như vậy. Dạ. Rồi, 310, Kim Ngô xin chào ạ. Hello. Dạ, chào cô ạ. Muốn gọi lên mà Kim Đà để order thuốc đó nghe đẹp. Dạ, đây ạ, à, chị đang trực tiếp trên đài đây. Dạ. Đang trên TV đây chị. À ok, cho mình order cái một phần đông trùng hạ thảo á. Dạ, một phần đông trùng hạ thảo mua một tặng một nha. Em tặng kèm chị ba chai dầu 40 viên và một sợi dây energy nha chị. Dạ. Ok. À mà được gì giữ được mấy ngày tại vì cuối tuần mới xuống lấy được ở nhà gần lót rồi đó. Ờ dạ, vậy cuối tuần chị xuống lấy đi, chị cứ đọc số phone cho tụi em là tụi em đưa hàng cho chị nha. Rồi. À, ok, vậy dạ. Thứ bảy lấy được phải không? Dạ, thứ bảy lấy được nha chị. Dạ. Ok. Chị muốn ghé khu chợ ABC hay là khu máy ngói xanh? Khu máy ngói xanh đi. Rồi, cảm ơn chị. Dạ. Chào chị ạ. Okay, à. Dạ, dạ. Cảm ơn nhiều. Dạ. Bye bye. Dạ. Dạ vâng, thưa quý vị. Xin mời quý vị gọi vào cho Kim Ngô và số điện thoại số cell phone là 714-991-8888. Hoặc là 1-800-888-9363 nha quý vị. 1-800-888-9363. Dạ 626 Kim Ngô xin chào ạ. Hello. Dạ em chào anh ạ. Tính order cái đông trùng hạ thảo á chị. Dạ thưa anh, đông trùng hạ thảo. Anh muốn order mấy phần vậy anh? Dạ một phần thôi. Rồi, một phần đông trùng hạ thảo mua một tặng một. Em tặng anh ba chai dầu 40 viên và một sợi dây energy. Dạ. 40 á. Rồi. Lấy ở cái gì thượng phát ở đâu xin được không chị? Ờ dạ anh ơi, bây giờ em ghi cái số phone của anh rồi ghi lại ở đây. Rồi có gì tụi em sẽ trả lời cho anh là lấy ở chỗ nào gần nhất cho anh nha. Ok. Dạ rồi, cảm ơn anh nhiều lắm. Dạ, chào okay. Anh. Dạ. Dạ, kính thưa quý vị, dạ. Xin mời gọi vào cho chúng tôi vào số điện thoại là 714-991-8888, 714-991-8888 nha, hoặc 1-800-888-9363. 626, dạ, 626 Kim Ngô xin chào ạ. À. Hello. Dạ, Kim Ngô xin nghe ạ. À. Ở đây có bán lòng trùng hạ thảo mua 2 tặng kết tốt không? Ồ dạ không anh ơi, ở đây là đông trùng Hải Lê mua một tặng một nha anh.
TV Box hả? Dạ thưa anh, tặng hộp TV Box nếu mà anh mua trên 300 đồng nha. Ok. Dạ, hôm nay anh muốn lấy mấy phần vậy anh? Ok, bye. Ok anh. Dạ. 714 Kim Ngô xin chào ạ. Dạ, chào cô, tôi muốn mua hình nghệ á cô. Dạ, nghệ mua 2 tặng 1 nha chị. Mua mấy cô mà là bao nhiêu một chai cô? Dạ thưa chị, 32 đồng 50 cent một chai nha. Dạ, đã mua 2 tặng 1 ạ cô. Dạ, mua 2 tặng 1 ạ. À, đấy. Dạ, tôi là bà là mấy chục là cả 32 đồng hết. Vậy là tôi lấy ở ABC ạ cô. Dạ, cô ghé ABC lấy một con nha cô. À, ABC ghê. Dạ, cảm ơn cô, dạ, chào cô ạ. Dạ. Dạ, dạ. Dạ. Mà cứ vừa ra lấy đi chứ không phải lấy số phone gì nữa à cô? Dạ thưa cô, con có ghi số phone của cô rồi, cô cứ ra rồi đọc số phone rồi các em sẽ đưa hàng cho cô nha. Rồi, dạ. Cảm ơn cô. Cảm ơn cô nhiều lắm, dạ, chào cô, dạ. Dạ, 626. 626 Kim Ngô xin chào ạ. À. Dạ chào anh ạ. À. Dạ chào anh. Dạ. Anh đang đứng ngay trên đài là mua 1 tặng 1 tặng 3 chai dầu với 40 viên có phải không? Dạ đúng rồi anh ơi, mua 1 tặng 1 tặng 3 chai dầu 40 viên và 1 sợi dây energy nha. Rồi, dạ chú xuống chợ ra chợ Trần Phát được không? Dạ được anh, bây giờ anh lấy mấy phần ạ? À? 1 phần hả anh? Lấy 1 phần. Rồi, 1 phần. Dạ đợi em một tí nha. Dạ có anh, nếu mà anh mua 3 phần, mua 3 trên 300 đồng em tặng anh hộp TV Box nha. Dạ, như chị tặng mấy dầu, với mấy thuốc phim nữa. Dạ, vậy bây giờ anh lấy 3 phần đúng không anh? Dạ đúng rồi, lấy 3 phần. Ok, nếu mà anh lấy 3 phần mà anh muốn lấy hộp TV Box thì 3 phần em tặng cho anh 6 chai dầu 60 viên. Ờ, anh ơi anh có muốn lấy chai nước không? Hay là chị muốn lấy hộp TV? Không, lấy TV chờ khỏi chai nước. Rồi, vậy em tặng anh là 6 chai dầu, 60 viên, 3 sợi dây và một cái hộp TV. Nếu mà anh muốn lấy loại TV mà coi được nhiều đài thì anh bù thêm cho tụi em 70 đồng nha. Ủa, sao anh lấy 50? Ờ, dạ 50 là cái lúc trước rồi anh ơi, bây giờ họ lên giá rồi nên tụi em cũng phải lên, dạ. Bây giờ mua 1 tặng 1, tặng 3 chai dầu với 40 viên là phải không? Dạ thưa anh, mua 1 phần thì mua 1 tặng 1, 3 chai dầu 40 viên và 1 sợi dây nha anh. À, dạ rồi, bây giờ chị nào tôi lấy đợi phiếu sơ mà chở nhận á. Dạ bây giờ em ghi ở đây rồi, có gì bên em sẽ gọi lại cho anh nha. Gọi lại cho anh để... Nhưng mà phải khi nào gọi lại? Dạ trong vòng 30 phút tới 1 tiếng thôi nha anh. Ok, dạ, dạ. Cảm ơn nhiều nha, cảm ơn nhiều. Dạ, cảm ơn anh nhiều lắm, dạ, dạ. Chào anh, dạ. Dạ, bye. Dạ, 602 Kim Ngô xin chào ạ. Dạ, 602 Kim Ngô xin chào. Dạ, chào cô. Dạ chào chị ạ. À. À cô ơi, mình có mua đâm trùng rồi cô, bây giờ mình muốn mua cái nghệ mình uống được không cô? Dạ được, nghệ rất là tốt chị ơi. Tất cả những cái gì mà liên quan tới bao tử nha, như là ở chua hôi miệng hoặc là có dạ, tiêu á chị, mình uống. Dạ. Mình order một phần đó. Dạ được chị, mình mua 2 tặng 1 nha chị. Dạ thưa chị, 32 đồng 50 cent một chai, mình mua 2 chai tặng 1 chai nha. Vậy tôi lấy ở đâu vậy? Dạ chị ra chợ Hồng Kông 4 lấy giùm em nha chị. À mình ra thì mình nói số phone của mình không cô? Dạ là anh nói số phone thôi, là tụi em bên đó, bên nhân viên bên đó sẽ đưa hàng cho chị nha. Là đi vào trong chợ Hồng Kông 4 không cô? Dạ đúng rồi, trong chợ Hồng Kông 4 á, có cái cửa hàng đông trùng hải lê lớn lắm chị. Dạ, chị vào trong đó ra lấy. Dạ. Dạ. Là mua 2 chai tặng 1 không? Dạ đúng rồi chị, mua 2 chai tặng 1 chai. Dạ. Dạ chỉ cần nói số phone, không cần nói tên không? Dạ không cần nói tên chị, em đã ghi số phone chị rõ ràng rồi nha. Cô ơi, vậy khi nào mình lấy được không? Dạ được chị à, khi nào chị ra lấy cũng được hết nha. Dạ. Dạ rồi, cảm ơn, chào dạ, cảm ơn chị, dạ chào chị. Dạ, vâng. Thưa quý vị. Chào anh Hải Lê. Dạ. Lấy cái phone đây ạ. À. Này nó cũng
Vâng, chị có thể lời xin kính ơn, cảm ơn quý vị đang lắng xem, đang coi chương trình 57.10 BYN cũng như 57.10 của Phố TV cũng như 57.3 của BYN tại thành phố Houston. Xin kính chào quý vị đang lắng nghe cũng như đang xem chương trình của chúng tôi. Vâng, trong thời gian qua mới đi công việc về, bận rộn quý vị ơi. Mới có văn phòng thứ ba mà không thể nào chịu nổi thì chắc văn phòng thứ 10 là chắc chỉ có trớt quớt thôi. Hy vọng rằng để sau này hãy để hợp tác được nhiều người ở các thành phố có cái khả năng quý vị muốn làm cơ sở thương mại business với lại Hải Lê thì cứ liên lạc với lại chúng tôi. Hải Lê sẽ mở một cái cổng để cho chúng ta làm việc với nhau. Thì tốt nhất thì chúng tôi đang tính là mở franchise để quý vị sau này gia đình quý vị muốn đầu tư một cái tiệm để làm ăn, một cái cơ sở thương mại thì quý vị cùng chúng tôi để hợp tác với nhau để làm những cái việc mà là hữu ích cho cộng đồng, hữu ích cho bản thân, hữu ích cho cái những người xung quanh bên mình mà muốn sử dụng qua cái dược thảo của Hải Lê. Vâng, thì rất là bận rộn trong những ngày tháng đi qua bên Houston quý vị. Quý vị đang trên 7.3 tại thành phố Houston thì gọi riêng cho Hải Lê một cái số 832-933-8888 quý vị nha. Cái số đó thì hãy dành riêng cho quý vị ở thành phố Houston đang xem 57.10 cũng như 57.3. Và Hải Lê cũng cảm ơn quý vị đã dành cái thời gian quý báu và giúp cho Hải Lê cũng như là cổ võ cái ngày mà chúng tôi khai trương rất là đông tại thành phố Houston. Chúng tôi một lần nữa là cảm ơn quý vị đã tin tưởng và tới ủng hộ Hải Lê trong những ngày tháng mà khai trương. Một lần nữa hãy cảm ơn quý vị tại thành phố Houston rất nhiều, rất nhiều, rất nhiều. Và mong rằng quý vị đang trên làn sóng 98.7 FM chiều hôm nay. 98.7 FM quý vị đã nghe cái chương trình của chúng tôi rất là sống động về vấn đề home shopping, về đông trùng hạ thảo Hải Lê là được Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ USDA Organic kiểm chứng và hàng không có hóa chất. Chính vì thế là cho quý vị thương yêu chúng tôi mỗi lần chúng tôi lên đây là điện thoại reng ngày đêm. Và chắc có lẽ là Kim Ngô bắt lấy order nữa rồi. Dạ. Điện thoại reng nhiều quá chúng ta không còn thời gian. Vâng, số điện thoại 626, Hải Lê xin chào. Dạ, Kim Ngô xin chào ạ. À. Chào anh ạ. Dạ, tôi muốn mua cái thuốc nghệ đó. Dạ, thưa anh, nó là nó không phải là thuốc nha, nó chỉ là một cái loại thực phẩm tốt cho giúp hỗ trợ cho dạ. Bao tử, đường ruột, và rất là tuyệt vời. Anh đã uống qua chưa? Chưa, tôi chưa, toàn ra tôi thấy đó là nó organic đó thì tôi muốn mua đó. Đúng rồi, organic mà của Mỹ nha, chứ không phải là mua China dạ. Về nói organic đâu, anh cứ an lòng, ok? Vâng. Okay. Rồi em tụi em đang có chương trình mua 2 tặng 1 anh nhé. Dạ. Dạ vâng. Rồi anh muốn ghi danh để lấy ở đâu đây? Tôi có thể gửi ship cho tôi được không? Rồi ship. Rồi có gì bên em gọi lại cho anh nha. Em sẽ gọi lại cho anh ha. Dạ. Rồi cảm ơn anh. Dạ. Chào rồi. Anh. Dạ. Vâng. 832 BYN Hải Lê xin chào. 832 Kim Ngô xin chào ạ. Thưa anh, chào anh. Rồi được chú đang coi TV hay là nghe radio 98.7 vậy? Mà vậy đó. Có mua một phần nhé mà có tặng chai nước không? Dạ không, đâu có một phần, ba phần mua chai nước mới được nửa giá. Một phần thì chú được mua một chai, tặng một chai. Tặng cho chú hai chai dầu, con gấu 15 đồng. Tặng cho chú... No, hết cái chương trình đó rồi. Trời ơi, sao mà làm sai rồi. Ok, chú được cặp dầu con gấu với lại 40 viên với lại một cọng dây tăng lực energy nha chú. Mà chú được đông chùa thảo buy one get one free. Ba chai dầu đó, bây giờ đang coi TV là ba chai dầu á. Chú đang coi TV thôi, bây giờ đáng lẽ là cái promotion này đã hết July 4 rồi mà Kim Ngô đã nói lỡ hôm nay là ai là người đưa cái này ra, anh đã nói là hết promotion. It's ok, hôm nay lỡ rồi, ngày hôm nay thôi. Rồi tặng cho chú ba chai dầu nha. Rồi, dạ. Chai nước thì sao? Chai nước thì chú mua là... Dạ không, chai nước nếu chú mua 3 phần thì chú mua chai nước nửa giá. Mà nếu mà chú mua một cái chai nước không á là 138 đồng. 138 đồng. Dạ, cái chai nước rất là hay chú, lifetime cả gia đình cùng xài nhá. Vâng, thì rất là hay. Chú cứ xài cái chai nước thì chú thấy nó rất là quyền lợi. Giống như chú uống đông trùng hạ thảo tốt hay uống thuốc tây tốt đi, ví dụ vậy, nhưng mà chú ngưng cái là nó bị lại những cái bệnh cao mỡ, cao máu, tiểu đường, huyết áp hoặc là đau khớp, đau đồ là tại vì trong cái thùng nước mà 5 gallon chú uống cái loại chai nước rẻ tiền này đó chú, thì là nó có cái tính giống như là mè, cái tính giống như tự axit,
cái độ pH nó thấp thì nó có cái tính tựa như acid, thì nó bị bào mòn cơ thể của chú bị bệnh trở lại. Nếu mà chú lấy cái chai nước này, chú đổ vô cái chai nước energy của Hải Lê, sau 10 phút sau là nó hòa tan được cái chất, cái lượng, số lượng mà tính acid đó, thì chú uống nó tốt tựa tựa như là nước Fiji vậy chú nhé. Và nó đi thoát những cái độc tố ra. Dạ, thì hôm trước chú mua 1 phần rồi, chú mua 2 phần nữa được mua chai nước phải không? Cái đó thì cái chú, đó là cái chú ơi, nếu mà chú mua 3 phần đó, dạ 3 phần thì bù thêm cho tụi con 70 đồng. Dạ, bây giờ chắc là cái ngày hôm kia, hôm kìa, hôm kể gì là hôm bữa chú mua mấy phần? 3 phần. Chú mua 1 phần đó, chú đi ra chợ Hồng Kông thì con nghe hướng dẫn chú đó. Ừ. Là bây giờ bữa chú mua mấy phần? Mua 1 phần à, bữa nay mua thêm 2 phần nữa, được chai nước không? Chai nước nửa giá chứ không phải được chai nước chú nhá. Chú trả 75 đồng. 70 đồng. Dạ. 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 Rồi. Vậy hôm nay chú mua 2 phần hả chú? Hả? Chú lấy 2 phần bữa nay phải không? Hả rồi. Rồi ok, ghi danh 2 phần rồi chú ra văn phòng mới của Hải Lê lấy phải không? Rồi. Rồi. Dạ rồi, ok chú văn phòng mới nha. Rồi, con cảm ơn chú. Dạ, rồi bây giờ chú biết rồi ha. Giữa phở danh với lại và nhớ rồi chú chạy tới chị luôn. Giữa phở danh với lại giữa phở với lại Ocean Palace. Rồi, con biết chú rồi. Cảm ơn chú nha. Rồi nhân viên con gọi là chú. Dạ. Vâng, 713 Houston Hải Lê xin nghe. Hello. Dạ, xin chào. Lần đầu tiên. À, cô ơi, bây giờ con nói chuyện chui cho nó vui chút vào vấn đề. À, cô thấy là giống như con hứa với cô là cô không hài lòng, cô được trả lại trong vòng 10 ngày. Vậy cô có tự tin chưa? Rồi. Cô được mua một chai 90 viên thế này nha. Cô tặng một chai 90 viên là cô có 2 chai. Bên cạnh đó hãy tặng cho cô, có lẽ là hôm nay chỉ có 2 chai dầu con gấu là 15 đồng. Nhưng mà bây giờ lỡ rồi thì đã nói 3 chai thì hãy cho 3 chai ngày hôm nay luôn. Ngày mai là hết. Ba chai dầu là 21 đồng tặng cô, và cô được cái hũ nhỏ như vậy, 2 hũ là 40 viên là 30 mấy đồng nữa rồi. Tính ra rồi cô mua đông trùng hoàn hảo không còn bao nhiêu, với là một cọng dây mà tăng lực mà Hải đang đeo đây cô nhé. Nó giúp cho cô đỡ tê tay tê chân và nó ba lần lại, nhiều khi cô nằm lâu cô đứng dậy nó đỡ bị choáng váng, hoặc là ngồi chồm hổm đứng lâu nó không bị choáng váng cô nhé. Dạ rồi. Ok và cô. Lấy là cho thứ bảy thì tôi có thì giờ tới Hồng Kông. Rồi, cô tới văn phòng mới của Hải Lê nhé, kế bên gần phở danh với lại cái Ocean Palace của từ thiện Radio 98.7 nha. Phở danh cô đi lên chút nữa, hướng Ocean Palace cô sẽ thấy. Dạ. Rồi, bây giờ tôi nhắc lại chú này, một tôi mua một đống chung và thảo tặng tôi một cái, rồi ba chai dầu với một cái dây đeo tay là không? Dạ, với 40 viên này nữa nha cô nhé. Vâng. Ok, để tôi tới, để tôi nói cho chú này của tôi là dạ. Mấy dạ vâng, đúng rồi cô nhé. Rồi, xin chào cô. Dạ vâng. Dạ vâng. Vâng. Dạ vâng. Rồi. Dạ vâng. Ok cô. Dạ rồi. Dạ vâng, cảm ơn cô. Cảm ơn cô. Dạ. Dạ, cảm ơn. Vâng, Houston lấy giùm để cái phone của em. Dạ. Anh đưa giùm em cái này luôn. Dạ vâng. 713. Kim Ngô xin chào ạ. Dạ Kim Ngô xin nghe đây ạ. Hello. Dạ chào anh ạ. Hello anh. Dạ Đông trùng Hải Lê đang nghe đây ạ. Hello anh. Nghe luôn ạ. Vâng, 714 Hải Lê nghe đây. 714 Kim Ngô xin chào ạ. Anh mua một phần đông trùng hoàn hảo em ơi. Dạ được, anh đã uống qua chưa? Kết quả như thế nào? Uống nhiều rồi, uống nhiều lắm rồi. Dạ, rồi đã, được. Đổi chai xong cũng nhiều lắm. Bây giờ anh xin mua một phần. Rồi, ba chai dầu 40 viên cộng dây tăng lực cho anh nha. Dạ, lấy ở chợ ABC nha. Rồi, ABC, cảm ơn anh. Rồi. Dạ vâng. Rồi bây giờ chừng nào lấy được? Mai anh lấy cũng được nha. Bây giờ mình lấy được chưa? Dạ đúng được, không? Bây giờ muốn ra bây giờ cũng được, vâng. Mấy giờ em đóng cửa gì? Dạ em đóng cửa 7:30. Rồi cảm ơn em. Vâng. Rồi cảm ơn anh và vâng. Chào anh ạ. À. Quý vị nếu đang trên đường số điện thoại này là người ta đưa hả em? Dạ à, đúng rồi, 4 số cuối nha anh. Dạ. À 8813. Dạ. Dạ. Vâng quý vị nếu mà lái xe trên đường đi thì có thể trên làn sóng 98.7 FM
qua số điện thoại 832-933-8888, 832-933-8888 nếu quý vị đang trên đường lái xe hoặc là trên TV. Vâng, Hải Lê xin chào 714. Chào chị ạ. Xin chào chị. Hello, dạ. Rồi. Một phần thuốc rồi. Một phần đông trùng hạ thảo. Rồi được chị nhé. Lấy ở đâu đây? Rồi, máy có xanh nha, hoặc là ABC, chị đi bên nào? Cái nào cũng được hết. Rồi, ABC cho nó rộng rãi ha. Ok chị. Rồi, cảm ơn chị. Ba chai dầu, đúng rồi, ba chai dầu, 40 viên và một sợi dây nha chị. Dạ. Dạ. Đây, cảm ơn chị. Rồi. Cảm ơn chị. Vâng, 6502 Hải Lê nghe. Kim Ngô xin chào ạ. Chào. Dạ. Mua hai chai nước rồi tặng gì chị ạ đi. Dạ, hai chai nước tặng được hai cái filter. Dạ, nữa không? Dạ, rồi thôi, bây giờ chị mua vậy thôi, tặng chị thêm chai 20 viên nha, 18 đồng nữa. Mua 3 chai nghệ tặng gì? 3 chai nghệ, mua 2 chai nghệ tặng 1 chai. Mua 3 chai nghệ thì tính tiền 2 chai. Đó rồi vốn. 2 lối dầu. Dạ, ba... mua 4 lối dầu rồi, được tặng 1 lối nha chị. 1 lối, dạ, vâng. Rồi, chị cậu. Dạ, gửi đi cho chị nha. Chị ơi, mua hai cái nghệ nha, hai nghệ tặng một nha. Rồi. Là 3 ha. Là thành 3. Dạ. Rồi dầu mua 4 nha. 4 lối dầu. 1 nha. 4 lối tặng 1 lối hả? Dạ, dạ. Lối. Dạ, 4 lối. Dạ, 4 lối tặng 1 lối. Rồi, còn 3 lối tặng 1 lối mà giờ 4 lối tặng 1 lối. Dạ, đâu có đâu. 3 lối tặng thì 3 chai, bây giờ chị muốn nghệ hay không? Hai chai nước tặng hai cái filter cho chị. Hai filter, chị dạ. Còn trả 20 đồng thêm. Dạ, có dây luôn. Dạ, dây đời mới luôn. Dạ, lần đầu tiên free cước phí cho chị nha. Free shipping, dạ. Rồi. Tôi cũng bẩm con nó đó là mà lấy cái phong của nó, giờ tôi mua đây phong của tôi. Dạ. Lại qua kênh nhắc chị nha. Dạ rồi chị. Ok. Rồi, cảm ơn chị nhiều lắm. Dạ. Nha. Ok, rồi, chào chị. Dạ. Vâng, 514 Canada, Hải Lê xin chào. Ai đó, ai kêu tôi đó, có tôi đây. Dạ, Kim Ngô xin chào ạ. Cho hỏi cái này nè. Dạ. Order một tháng nay rồi đấy. Order một tháng nay rồi mà cái vòi nước tắm đó. Mà phone lại thì nói là vẫn chưa có vòi nước tắm. Mà bây giờ mẹ và bà cụ bà không muốn chờ đợi lấy vòi nước tắm, nó bảo là cái vòi nước tắm này 2 tuần nữa mới có, thì bà sắp về Việt Nam rồi, thì bây giờ không biết làm sao, bây giờ order lại để cho bà lấy thuốc bà mang về Việt Nam được không? Ok, bây giờ có nghĩa là bữa giờ đợi cái vòi nước tắm để gửi hàng đi cho chị, mà giờ vòi nước tắm nó chưa có, rồi bây giờ chị order để em gửi gấp cho chị để chị mang hàng đi Việt Nam phải không? Không phải, có nghĩa là vừa mua 4 tuần nay rồi mà chưa có gửi gì cả, cả thuốc, cả vòi, cả chai nước mà chưa có một cái gì gửi đi cả. Rồi, hôm nay mới gọi cho Mín nói là 2 tuần nữa nó không gọi nước tắm, nhưng mà bà cụ nói là bà cụ không thể chờ được, bởi vì 2 tuần nữa mới có thì gửi cũng phải 4 tuần nữa thì bà cụ không chờ được. Rồi. Thì bây giờ bà cụ muốn là bây giờ bỏ cái order đi, bây giờ order lại cái này bà cụ chỉ lấy thuốc mang về Việt Nam có được không? Thì đó, hãy nói là nhắc chị, dạ được chị, bây giờ chị order gì em order để gửi gấp cho chị nè. Dạ, bây giờ bà cụ muốn là coi như là mua ba cặp đông trùng hạ thảo. Dạ được. 3 phần, dạ. 3 phần đông trùng hạ thảo thì được cái gì hả anh? Dạ, 3 phần đông trùng hạ thảo chị được bữa nay 9 chai dầu với lại 120 viên. Dạ. Vâng. Và 3 sợi dây. 3 sợi dây tăng lực nhá. Với lại mua một cái chai nước uống đấy là bao nhiêu được tặng cái gì đây? Nếu mà chị muốn là chai nước được giảm giá nữa đó thì những món quà kia mình phải lấy lại phải không? Dạ, lấy lại là mình chỉ còn 6 chai dầu với 60 viên thôi. Dạ. Dạ. Còn nếu mà chị muốn trả luôn full price thì em tặng thêm cái filter cho chị. Nhá. Không, nhưng mà bà muốn là hôm nay bà order lại luôn đi để cho bà nhớ, còn cái kia thì bà không có nhớ. Rồi thì bây giờ hãy nói rồi, bây giờ cho nước chị thêm được tặng cái filter. Free. Dạ. Rồi. Ok. Mua một chai nước được tặng cái filter thì. Dạ đúng rồi chị. Dạ. Thế mới lại em mua 4 chai lâm nữa. 4 chai lâm Blumberry thì mua 2 tặng 1 thì 4 chai lâm chỉ có được 6 chai nha. Cho 2 chai nghệ đi, tặng 2 chai nghệ được không? Dạ rồi, được. Đổi 2 chai nghệ. Vâng. Ok chị. Dạ.
Thế là ba phần là được 9 chai, được bao nhiêu chai dầu ấy? Một phần dạ thưa chị là được 3, dạ 9 chai dầu 120 viên và 3 sợi dây energy nha chị. Còn chai nước chị dạ, mua em tặng chị một cái filter. Còn Plum chị lấy 2 phần Plum là 4 chai. Em tặng chị 2 chai nghệ nha. Dạ, dạ được rồi. Thế thì mua như vậy thì có được cái tặng cái box hay không? Dạ được tặng cái box. Nếu mà chị bù thêm cho tụi em 70 đồng để lấy cái loại tốt luôn nha chị. Hay là chị chỉ thấy lấy loại box thường thôi. Nếu ở bên Canada thì có coi được không? Có được chị, cái box xịn, cái box xịn là chị coi không có bị trouble. Mà tụi em cũng chắc không có tặng cái box thường nữa. Tại cái box thường nó ưa bị trouble quá. Cho nên là chị lấy cái box xịn thì chị coi được phim Mỹ, phim bộ, phim cải lương, ca nhạc, hài kịch. Những cái gì mới ra đều có trong cái box đó chị. Dạ. Nếu mà em không lấy cho bà cụ cái đấy nữa thì từ mua như thế là cũng phải hết 600-700 rồi, để có tặng thêm cho bà cụ cái gì không? À, bây giờ là chị cái bắt này chị trả 50, mua nhiều thì chị trả cái bắt 50, mua 2 phần mới là trả 70. Rồi chị mua nhiều quá thì tính cái bắt 50 thôi. Ok chị, cái bắt 100 đồng em chịu 50, chị chịu 50 nha. Được rồi, được rồi. Dạ. 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 Rồi có gì tụi em sắp xếp mở gửi. Mở miếng phone lại đi. Dạ. Rồi ok chị. Nha, em cảm ơn chị. Sorry là hàng nó bị trễ. Dạ, cảm ơn chị. Dạ, vâng. Rồi, chào chị. Dạ, cảm ơn chị, chào chị. Vâng, 949 Hải Lương nghe đây. Dạ, Kim Ngô xin chào ạ. Hải Lương nghe, 949 ạ. Không nói chuyện mình bấm nha. 323 Hải Lương nghe. Hello. Chào chị. Dạ, chào chị ạ. 323, tôi muốn order mà thuốc á. Dạ. Dạ. Rồi chị order gì đó chị? À, 3 phần đông trùng hạ thảo. Dạ 3 phần đông trùng hạ thảo. Dạ 9 chai dầu nha chị, 120 viên. Và 3 sợi dây cho chị nha, 3 sợi dây energy nha chị. Nếu mà tôi không Việt có Nam lấy 3 phần dây thì tôi lấy thêm 3 chai thuốc được không? Dạ cái dây này là hãy cho chị để giới thiệu cái chai nước và nó giúp cho luôn cái đông trùng hạ thảo. Đôi lúc đông trùng hạ thảo thì nó giúp cho chị 80-90%, cộng dây nó giúp cho chị thêm 10-20% nữa, ví dụ vậy. Thì cái đông dây đó tôi có rồi. Ừ, mà tốt không chị, xài như thế nào? Tôi đưa cho má tôi đeo, tôi không biết, mình để ra cộng dây với tôi mua chai nước, tôi không có rồi. Dạ, thì bây giờ cộng dây em đưa cho chị là để giới thiệu sản phẩm, bây giờ chị không muốn lấy cộng dây, tặng cho chị cái gì đây, chị mua cái gì vậy? Dạ, chị mua 3 phần đông trùng hạ thảo. Tặng thêm dầu cho chị không? Rồi tặng cho chị thêm 2 chai dầu đi nha. Ok, dạ. Cho vui vẻ nha. Đâu, coi như là mua tặng thêm 3 phần đó mà không lấy 3 chai dây thì phải tặng thêm 3 chai dầu. Thì 3 2 chai dầu, 3 chai dầu nhiều quá. Ok. Tặng tới 3 công dây luôn mà. Dạ thôi được rồi chị ha. Rồi chị ok, dạ. Quyết định vậy nha. Tôi lấy ở dưới Đức Hiệp có không? Cái này để tụi em dầu với dây với tùm lum hết rồi, để tụi em gọi lại cho chị. Nếu mà chị chịu khó đi tới đây thì tụi em có nhiều cái promotion lắm. Bây giờ để lát gọi chị lại đi nha. Dạ em okay. Để con bác nha chị. Có gì tụi em gọi lại cho chị. Dạ. Dạ. Ok chị. Rồi, chào chị. Cảm ơn chị. Dạ. Vâng, và số điện thoại 626 Hải Lương nghe ạ. Alo. Dạ vâng, xin chào. Hello, dạ muốn order đông trùng hạ thảo 1 phần. Ok, chị 949 chờ đợi nha chị. Chị 949 đợi em xíu nha. Dạ, dạ, dạ. Rồi, thưa anh cần gì đó, Hải Lê giúp anh đây, 626. Alo. Dạ, anh nói đi Hải Lê nghe. Muốn mua 3 chai đông trùng hạ thảo có tặng cái TV box không? 3 chai tặng 3 chai, là 6 chai là 2 phần. Thì anh trả cái box cho Hải 50 đồng, anh lấy cái box xịn, Hải cho anh 50, anh trả 50 vô nha. Cho bóc này là 100 đồng hãy mua, ở ngoài bán là 200. Mình muốn đấy ở cái Golden High, được không? Cái này là anh phải chịu khó chạy tới đây giùm Hải, tại vì mấy cái bóc đồ tới đây bên này phải chỉ cho anh kỹ thuật xài nữa. Nên cái này tụi em không đưa ra đại lý. Tại vì ông có biết lái xe á. Ok, tụi em gọi lại, có thể thuộc em ship cho anh nhé. Tụi em gọi lại cho ha. Tụi em gọi lại, rồi em có gọi lại cho anh, có thể tụi em gửi tới nhà cho anh, ok? Ok. Dạ rồi. Rồi, cảm ơn rồi, anh. Cảm dạ. Ơn anh. Dạ, vâng. 3 phần đông trùng hạ thảo. Dạ, và tặng anh quà bình thường đi. Dạ. Rồi. Hello chị ơi, Hải Lê đây. Hi, Hải Lê, cho order 1 phần đông trùng hạ thảo.
Dạ, dạ một phần đông trùng hạ thảo. Em tặng chị 3 chai dầu 40 viên và một sợi dây energy nha chị. Dạ, dạ lấy ở máy máy xanh nha chị. Cuối dạ, rồi, cuối tuần. Dạ, rồi, cảm ơn chị. Dạ, chào chị ạ. Cảm ơn chị. 6647 Kim Ngô xin chào ạ. Đây nè anh. Dạ. Rồi. Vâng, quý vị tiếp tục gọi cho Hải Lê. Chiều hôm nay đi xa mới về thấy mọi việc tại văn phòng busy lắm. Đi xa nhưng mà Hải Lê vẫn theo dõi quý vị. Quý vị đang trên băng tầng 98.7 FM Houston 24/7 gọi cho Hải Lê để order sản phẩm qua số điện thoại 832-933-8888 933-8888. Vâng, chào anh Hải Lê đây. Rồi, anh cứ nói Hải Lê đây anh ạ. Nói đây, tôi nghe đây mà. Dạ, rồi anh cứ nói đi ơi. Anh nói phone trực tiếp với Hải, không có qua TV nha. Anh nói phone trực tiếp với Hải đi. Nghe, trực tiếp nói với Hải Lê. Rồi anh cứ nói trực tiếp, đừng có nhìn TV. Ok, rồi đừng có nghe qua TV, anh nói trên phone với Hải Lê nha. Dạ. Rồi anh cần Hải Lê anh... giúp gì cho anh đây? Tôi mua đồ với 300 mấy mà bây giờ nó cái bóc rồi 300 mấy 400 mà nó nói cái hộp cái box của TV đó nó tôi mua cái box TV 50 mà nó 3-4 tuần bữa nay 4 tuần không thấy à. Ok, ghi vô anh thiếu cái bắt gọi anh lại để trả cái bắt. Rồi một lát cái bắt tụi em thì nó hãng nó đang làm ra từ từ. Thì nhưng mà tụi em mỗi ngày tụi em cũng được 30-40 bắt đó anh. Nó họp program không kịp. Ok, thì có gì tụi em sẽ gọi lại cho anh nhé. Em ghi vô đây lát nữa nhân viên gọi lại cho anh nha. Bắt đang có rồi đó. Dạ. Ok anh. Rồi em cảm ơn anh. Rồi, cảm ơn anh. Dạ. Vâng, 713 Houston, Hải Lê xin chào. Kim Ngô xin chào ạ. Dạ. Xin chào Houston. Vâng, Houston, Hải Lê nghe. Hình như là Houston dạo này cứ phá điện thoại chúng ta hoài. Cái này gọi là rảnh quá. Vâng, cái này gọi là rảnh quá. Vâng quý vị, thì làm ăn thì cũng có người thương người ghét. Cái chuyện đó chúng ta không chấp nhận thôi. Thì ghét thì cứ gọi vô, cứ để im hoài như vậy. Thì cái đó gọi là hành động con nít quá, phải không? Thì Hải Lê nói rồi, cạnh tranh cho công bằng. Mở băng tầng bự hơn Hải Lê, mở đông trùng hạ thảo bự hơn, bán rẻ hơn Hải Lê thì đó mới gọi là cạnh tranh. Vâng, mà phải có chất lượng nha quý vị, chứ đừng có gọi điện thoại làm cái này tội nghiệp những người khác, người ta gọi mình không bắt. Dạ. Vâng, Hải Lê xin chào 714 ạ. Alo. Xin chào 714. Alo. Dạ chào anh. Alo. Dạ, dạ. Chào anh cứ nói. 626 rồi. Dạ. Ờ, em muốn mua thêm một phần đông trùng hạ thảo á, nhưng mà hồi tuần trước em mua 2 phần rồi. Ừ. Nhưng mà nó gửi về cho em mà em chờ lâu quá mà em sắp đi Việt Nam rồi. Bây giờ em muốn ra ngoài đây em lấy được không? Tại nhà em cũng gần cái chỗ anh. Ok. Rồi anh ra đây lấy đi. Không cần xếp. Rồi anh ra lấy giùm Hải nha. Em nói tên được không? Được, anh em cứ đọc tên, em nói tên hay là cái số điện thoại. 4 số phone sau của anh, anh có gọi vào. Vâng, bây giờ anh muốn book mấy phần đây? 2 phần hả anh? Dạ em mua thêm một phần nữa, tại hồi tuần trước em đã mua 2 phần rồi. Rồi, ok anh. Dạ. Rồi anh ra đây lấy nha. 1 phần. Em tặng anh 3 chai dầu nha, 40 viên và 1 sợi dây. Dạ. Rồi anh ghé ra văn phòng. Cuối tuần em đang lấy hả? Dạ, cuối tuần ra lấy nha. Cảm ơn anh nhiều lắm. Ồ, ra đâu anh, ra đâu được. ABC hay là anh muốn đi máy ngói xanh? Ok, ABC chắc gần hơn. Rồi, ABC. Dạ, rồi, ABC. Ok. Thank you anh. Cảm ơn anh, chào anh. Dạ, rồi, cảm ơn anh. Dạ, vâng. Vâng, tiếp tục. Rồi, không. Vâng, tiếp tục quý vị. Nếu mà quý vị ở trên BYN của Houston, cũng gọi cho anh Lê qua số 832 quý vị nhé. 305 Kim Ngô xin chào ạ. À. Dạ. Xin chào Florida ạ. Rồi. Rồi. Anh nói gì? Anh nói lớn rồi hãy nghe ạ. À, cái hộp đó anh kêu bóp á. Dạ. Nó thiếu cái bóp không? Cho nó rồi em còn 4 tuần nữa. Dạ rồi, thiếu cái bóp. Rồi ok, có gì tụi em ghi vô thiếu cái bóp gọi lại cho anh để trả cho anh nha. Rồi cái gì tụi em ship đi cho anh, cái bóc nó mới về một ngày nó ra được 20 bóc cho Hải Lê à anh. Ok. Ok. Rồi cảm ơn anh. Bye bye. Dạ. Rồi cảm ơn anh, chào anh ạ. À. Hải Lê xin chào. Hello. Dạ Hải Lê nghe đây. Chào cô, bây giờ nếu mà cô order cái này đang có nghệ đó. Dạ. Nghệ thì cô mua 2 tặng 1 cô nhé. 2 tặng 1 hả?
tầng 1 rồi cái gì nữa? Có thêm cái gì nữa không? Dạ không, 2 tầng 1, nếu mà cô mua đông trùng hạ thảo thì cô được tặng nhiều lắm. Cô muốn mua cái nào? Cô mua quá trời rồi, bây giờ cô thấy cái nghệ là cô ấy nữa chứ. Dạ vâng. Mà cô hỏi vậy nè, ví dụ mà cái chai nước đó mà đổ nước vô bao nhiêu phút rồi đổ ra uống hay là mình để mình trong đó hoài? Dạ cô đổ, thông thường cô để 5 đến 10 phút là nhiều nhất. Thì một ngày cô xài 5 chai là cô mất 50 phút. Nếu mà cô ngâm lâu thì cái đá nó mau hết thôi cô nhé. Ok. Yeah. Rồi bây giờ cô order cái bây giờ cô đầy đủ hết trơn rồi đó, cô chỉ hỏi thêm hỏi thăm cái vụ đó thôi. Yeah. Mà bây giờ cô order cái nghệ đó mua 2 tặng 1. Cho cô sợi dây được không? Ok, bây giờ trước khi cô muốn xin sợi dây, Hải phải có một cái điều kiện với cô cho nó vui nha. Ok. Vậy cô xài chai nước cô có thích không? Cô thích đấy chứ. Thích như thế nào? Chia sẻ đi. Cô thích là mình có tiểu tiện thì nó cũng dễ mà ngủ ngon, biết không? Cô biết không? Nó điều hòa khí huyết, nó detox được cái lượng axit trong người của cô đó, và nó cải thiện giấc ngủ là the best, là the best luôn. Rồi cộng thêm cộng dây nữa, cô biết là Hải có một người bạn có ba đứa con trai học trong trường của Mỹ đó, đưa cho Hải thử cái cộng dây mà cái cách đứng mà Hải thử để cho thấy energy đó cô. Rồi là mấy em trai đi vô trường bây giờ trường tin rong rắp và order nhiều cộng dây, tại vì các em á nó chạy nó nhảy nó mất ba lần nó dễ bị té, cô biết không? Rồi bây giờ các em tin rong rắp là các em mua nhiều cộng dây lắm. Vâng, cộng dây rất là hay. Rồi tặng cô cộng dây không tiếc tiền với cô nha. Ok. Cô tới phòng công bố cô lấy phải. Tới văn phòng mới qua lên nha, từ thiện radio Houston nha. Trời ơi, con biết không, mới cô xích hàng tới chiều cũng mới mua được đó con. Cảm ơn cô, xin lỗi cô. Dạ vâng. Cái dạ được, dạ được cô nhé. Vâng. Coi như là cô ơi, Hải cũng chia sẻ là cũng tri ân cô cũng như những vị đã tới ủng hộ Hải Lê. Một cái dán bài mà gọi là đánh bài là phải gamble phải không cô? Không biết mình mở có được ai ủng hộ hay không, nhưng mà không ngờ cái sự tưởng tượng của Hải là nhiều hơn ở quận Cam luôn cô. Hải rất là vui, cho nên ở lại Houston 2 tuần lễ bây giờ mới chịu mò về quận Cam. Đông lắm con ơi, trời ơi, con biết người ta xếp hàng lúc mà 7 giờ sáng á. Dạ, đúng rồi. Dạ. Rồi 7 giờ sáng cô tới đúng 10 giờ mà cô tới chiều con mới mua được, con phải đi cho nó chờ cho tôi, cô lấy cái số gì mà tới 400 mấy nữa. Dạ. Mà cô tới 10 giờ mà cô lấy cái số 400 mấy. Dạ vâng. Ôi đất ơi. Thôi đi, bây giờ tôi cô đi chợ xong rồi cô vòng lại cô lấy. Dạ, vâng, cảm ơn cô. Tri ân cô nhé, cảm ơn cô. Và đêm hôm đó cô có đi coi ca nhạc không? Đêm đó. Dạ, dạ. Đêm đó cô có coi ca nhạc không? Cô không có đi ca nhạc. Dạ, bữa đó đông lắm cô. Cô không có đông không? Cả ngàn người, tới bật đèn mới về cô ơi, không ai chịu về. Ai cũng ngồi coi chương trình tới khi bật đèn mới chịu về. Hay lắm cô. Dạ. Như cô uống 2 viên nó chỉ hấp thụ 1 viên thôi. Cô uống 1 viên sáng 1 viên chiều nha. Cơ thể mình hấp thụ là 1000mg. Dạ, cảm ơn cô. Dạ, vâng. Uống trước khi ăn vậy không? Dạ, trước khi ăn, nó hấp thụ nhiều hơn. Dạ vâng, cảm ơn cô. Dạ, dạ vâng. Vâng, vâng Houston 281 đợi Hải Lê xíu nha. Số điện thoại Houston cho Hải 1 giây nha. Cho Hải 1 giây. Vâng. Quý vị tại BYN Houston trên làn sóng 57.3 tại BYN cũng như 57.10 của Việt Phố TV. Hải Lê xin hẹn lại quý vị trên website. Quý vị có thể vào website dongtrunghailê.com, dongtrunghailê.com để quý vị gọi vào. Vâng, và một điều Hải Lê cũng khuyến khích quý vị nha. Website hellosaigonnho.com của chúng tôi đã hoàn thành từ iPhone cho tới là Samsung. Quý vị đều download cái app về nghe chương trình chúng tôi và không cần coi TV. Đó, ở trên cái app của chúng tôi, quý vị cũng có thể nghe cái chương trình bất cứ mọi lúc mọi nơi, kể cả Việt Nam, gọi vào order giống như chúng ta đang xem TV. Yeah. Chúng tôi có những cái giờ TV, những cái giờ radio quý vị nghe, mà quý vị mà coi trên cái app của chúng tôi đó, chúng tôi sẽ có những chương trình mua 1 tặng 2 ở trên cái app hellosaigonnho.com. Vậy hả, anh? Yes. Mua 1 tặng 2. Quý vị nhớ lắng nghe nhiều, chúng tôi sẽ có những cái chương trình random là mua 1 chai tặng 2 chai trên cái app. Lên cái app của chúng tôi hellosaigonnho.com, chúng tôi talk show hoặc là chúng tôi giới thiệu TV hoặc là gì, chúng tôi đều link chung với nhau, kể cả Radio Houston, chúng tôi nay mai có Dallas, chúng tôi có Virginia và chúng tôi cũng có Washington DC,
là trên cái app cũng đều nghe kể cả Việt Nam. Nhớ lắng nghe chương trình của chúng tôi nhiều, sẽ có mua 2 tặng 1 trên cái app hellosaigonnho.com.